Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Biết Quá Mà nha. À, mọi người ơi, cái này là giá của mình là làm thủy canh ở trong nước á. Mình làm thủy canh ở trong nước á mọi người. Nè, dưới này là nước nha. Bây giờ giá nó lên cao như vậy luôn rồi nè. Ngon nè mọi người. Cái sợi giá nó ngon ghê ha. Trắng tươi luôn. Đó. Mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách bảo quản giá để được lâu lắm á nha mọi người. Khi nào mà mình muốn ăn thì mình lấy nó ra thôi. Và mình sẽ nhổ cái này ra cho mọi người xem ha. Nếu mà mình thích giá ngắn thì mình để cho nó ngắn. Tại mình thấy để giá dài vậy ăn nó ngon cho nên mình để cho nó hơi dài á. Mình dở ra mấy cái này á, mình cái rễ nó cũng ít rồi, nó không có nhiều nha mọi người. Nè, cái mình bỏ mấy cái phần này nha, nhớ những cái phần mà nó cái hạt nào nó hư á, nó không tốt á, để mình bỏ nó ra. Mình ngắt những cái rễ nào mà nó dài quá mình ngắt nó bỏ. Mình kỹ kỹ xíu á, mình bảo quản giá nó mới được lâu nha. Mình lựa những cái sợi nào mà nó tốt tốt vậy nè. Tại vì trong quá trình mình làm giá thì sẽ có một cái số hạt nó sẽ bị hư á. Nè. Quan trọng là cái phần rễ này nè. Mình nhớ mình ngắt nó vỏ. Nè, mấy cái hạt như vậy nè thì mình lấy ra nha. Tại vì mình muốn bảo quản lâu thì mình chỉ lựa những cái tốt tốt thôi. Cái này mình ngắt nó bỏ nha. Giá dài dài vậy nó ngon á mọi người. Đó, sợi giá nó trắng tươi à. Nếu mà mình không có thích ăn rễ thì mình có thể lấy kéo á, mình cắt bỏ những cái phần rễ á, nó hơi dài dài vậy nè, cắt ít ít thôi. Lựa mấy cái này ra. Giá này ăn sống cũng ngon. Tự ở nhà mình làm á thì mình không có sợ nó có thuốc có này kia. Cũng dễ thôi mọi người, có thể ở nhà mình làm ha. Mỗi người làm theo cách khác nhau. Người thì thích ăn giá nó lùng lùng, người thì thích ăn giá cao. Mình tỉa bớt bớt, mình vũ những cái này nè. Vũ nó ra. Đó. Sạch luôn rồi nè. Nấu canh chua, xào thịt bò nè, ăn sống nè, nè cũng ngon á. Sau khi mình lựa giá nó xong rồi á mọi người, mình sẽ dùng một cái hộp. Mình dùng một cái hộp này nè. Hộp này là hộp đựng đồ của mình mua trong điện máy xanh á. Nè, anh có chỗ kê. Mình sẽ để vô trong này, trong hộp nha. Các bạn không có hộp mình có thể để trong bịch. Mình để này nè. Có luôn rễ thì nó sẽ tươi hơn, các bạn đừng có cắt nó sát quá ha. Mình đừng có rửa nha, khi mình lấy ra mình đừng có rửa nó dập giá mình hết. Mình chỉ lựa ra thôi.
mình đổ nước nhập lên. Nếu các bạn mua giá ngoài về á, mình cũng có thể làm như vậy nha, nhưng mà mình nhớ là mình lựa những cái vỏ giá hư hư ra ha. Đó, mình để cho nó nhập vậy nè. Để cách này mình để được lâu lắm luôn á, mình ăn bao nhiêu mình lấy ra bấy nhiêu. Rồi mình rửa lại. Rửa lại cho nó sạch. Đậy nắp lại để cho nó ngập luôn nha. Đó. Rồi mình đem bỏ trong tủ lạnh ha. Như vậy là đã xong rồi. Còn các bạn không có cái hộp này thì các bạn có thể để trong cái túi zip á mọi người. Rồi mình lấy cái tâm á, mình đâm cho nó thoáng cái hơi ra, rồi mình để ở trong ngăn mát ha.